Giờ phút ấy chúng ta gặp nhau, lặng nhìn thôi chưa kịp nói. Một ánh mắt giấu bao yêu thương, để rồi mỗi đêm đợi chờ. Ngày tháng ấy nếu như vội yêu, liệu mình vui hay cách xa. Định mệnh kia giấu đi hai người, để rồi thấy nhau e ngại. Thôi ngày hôm qua đừng nhắc nữa, dù sao cũng qua lâu rồi. Đời em trông gai thì cứ giữ riêng mình, bao lâu nữa anh vẫn đợi, chỉ sợ mất em thôi. Nhưng cuối cùng đâu dễ quên, dù tiếc nuối sao quên được quá khứ. Tình yêu sẽ mang về cho em một chút nắng buồn, đời yêu chưa nói. Một người chuyên nghiệp thì làm việc giữa công và tư nên rõ ràng sẽ tốt hơn. Đúng, cô ấy nói đúng đó. Chuyện của chúng tôi làm sao cô biết được mà đúng hay sai? Em làm sao vậy? Đây là sự kiện lớn của công ty mình, em đừng có để ảnh hưởng tới bộ mặt của công ty kia chưa. Đúng, em điên đó. Là gì ai? Là gì ai anh biết không? Em không cần bộ mặt của công ty, không cần sự kiện lớn nhỏ gì hết. Cô ra ngoài ngay. Xin lỗi, tôi sẽ đem hợp đồng cho chị. Không cần, tôi sẽ nên hợp đồng cho Quỳnh Nga. Tôi không biết giữa mọi người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay tôi không chấp nhận thái độ của Quỳnh Nga. Chúng ta đi thôi. Bà. Lại là ông hả? Bà. Ông tìm tôi làm cái gì? Ông có biết ông là một loài cầm thú đáng kinh tởm lắm hay không? Tôi biết, cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa cũng không thể nào rửa hết tội của mình. Nhưng tôi xin bà, bà hãy nghe tôi nói một lần nữa thôi, được không? Ông đứng lên, nói gì thì nói nhanh đi. Bà coi đi, đây là tất cả những gì tôi có thể làm được trước khi đi. Ông làm vậy là có ý gì? Tôi biết, tôi biết bà và Trân Minh không cần những thứ này đâu. Nhưng tôi xin bà, tôi xin bà hãy nhận lấy đi, để cho lương tâm tôi bớt cắn rứt. Tôi thà vào tù ngồi, chứ tôi nhất định
sẽ không đưa nó cho ông Tấn. Cuối cùng ông đang nói cái gì vậy hả? Sao lại vào tù? Ông lại gây ra cái gì đáng chết đúng không? Bà, không. Chuyện là vậy. Ông Tấn đã tìm tôi, và ông ta muốn có số cổ phần này. Nếu không, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho tôi. Nhưng tôi đã quyết định, nhất định tôi không giao cho ông. Bà nhận đi, bà hãy nhận tấm lòng của tôi đi mà. Tôi xin bà đó. Tôi không ngờ ông ta lại khốn nạn đến mức như vậy. Ngay cả con gái mình, ông ta cũng muốn lợi dụng để kiếm tiền hay sao? Tôi xin lỗi bà. Nói với chân mình, tôi xin lỗi nó nha. Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi đi. Cậu cứ tiếp tục theo dõi bà Thu cho tôi. Tôi rất muốn biết bà ấy đã đi đâu, làm gì và gặp những ai. Bằng mọi cách phải ngăn cản bà ấy không được gặp ông Trung. Dạ, tôi đi trước. Ừ. Mười 2% cổ phần của ông Song chuyển hết qua cho mình. Biết Khanh thật là lợi hại. Tốt lắm, không ngờ mọi thứ là dễ dàng như vậy. Từ bây giờ mình không cần phải luồn cuối với ông Ngôn và đóng kịch với cô ta nữa rồi. Tôi thật sự không ngờ bà lại muốn gặp tôi. Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải gặp ông. Tôi biết tôi có lỗi với bà, có lỗi với Chân Minh. Tôi đã rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng bà và nó không cho tôi cơ hội. Tôi phải làm gì khi quá khứ đã là quá khứ? Bà nói đi. Đây là thứ ông muốn. Từ nay ông đừng làm phiền ông Phú nữa. Dù gì ông ấy cũng là con trai của người đã nuôi dưỡng ông nên người. Ông nỡ đối xử như vậy sao? Ông đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi. Như vậy có đáng để tôi tha thứ cho ông hay không? À, Chân Minh nó sao rồi, có khỏe không? Ông đừng lôi Chân Minh vào những mưu đồ xấu xa của ông nữa. Nếu như ông dám làm gì tổn thương Chân Minh một lần nữa, tôi thề sẽ không tha thứ cho ông đâu. Và từ nay tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Tôi chỉ quan tâm tới Chân Minh thôi mà. Ông quan tâm nó, hay là ông quan tâm nó có chịu nhường Nhật Nam cho con gái chính thức của ông hay không? Bà nói vậy là ý gì? Ông dạy con gái ông rất tốt. Tốt đến nỗi nó giống y hệt với ông, luôn bằng mọi cách chiếm lấy người yêu của người khác. Bà, mẹ con tôi không cần sự quan tâm giả dối của ông. Từ nay ông về dạy lại con gái của mình, đừng có làm phiền Chân Minh nữa. Nếu như dùng nó vào đường cùng, tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu. Thai nhi đã được 7 tuần và tim thai rất khỏe. Chúc mừng cô. Em có thai hả? Ừ. Thiệt hả bác sĩ? Có phải cô lần đầu có thai phải không?
Không có sao đâu, cứ đến khám thai định kỳ để theo dõi sức khỏe thai nhi cho tốt thôi hà. Bây giờ cô về được rồi. Em cảm ơn bác sĩ, em sẽ báo cho anh ấy biết, chắc chắn là anh ấy sẽ rất là vui. Ừ. Chúc mừng cô nha. Mình có con thật rồi sao? Mình sẽ là mẹ, còn Quang Anh sẽ là ba. Hạnh phúc là đây sao? Anh, tìm anh có chuyện gì vậy? Anh bất ngờ khi em đến đây đúng không? Anh nè, em có tin vui muốn báo cho anh biết. Có chuyện gì cứ nói đi. Em có thai rồi. Anh có vui không? Là con của tụi mình đó. Nè, em nói cái gì vậy? Hả? Bác sĩ nói với em có thai 7 tuần rồi, đã có tim thai. Nè, vậy là tụi mình sắp có con rồi đó. Anh phải vui chứ, con của tụi mình mà. Nè, anh coi đi. Đó, anh tin chưa? Con của tụi mình đó. Không thể nào, không thể như vậy được. Anh sao vậy Quang Anh? Anh không muốn có con với em hả? Phải, em phá nó đi. Nó không thể nào sinh ra trong lúc này được, em hiểu không? Anh nói cái gì vậy? Con của tụi mình mà. Anh muốn nói cho em nghe sự thật, anh chưa bao giờ và chưa từng yêu em. Chính vì vậy làm sao muốn có con cho em được chứ? Sự thật hả? Những gì anh nói là sự thật hả? Vậy chuyện đính hôn là sao? Anh không muốn nói nhiều với em. Nếu như em muốn tốt cho mình, em lập tức phá cái thai đó đi. Em là một cô gái thông minh mà, em phải hiểu, đính hôn có thể hủy bất cứ lúc nào, và trên pháp luật chúng ta vẫn chưa là gì của nhau cả, em hiểu không? Quang Anh, hai người lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Anh không muốn nói nhiều với em. Nếu như em muốn tốt cho mình, em lập tức phá cái thai đó đi. Em là một cô gái thông minh mà, em phải hiểu, đính hôn có thể hủy bất cứ lúc nào, và trên pháp luật chúng ta vẫn chưa là gì của nhau cả, em hiểu không? Phá nó đi, em phá nó đi, tôi không muốn cùng sinh con với em, em nghe rõ chưa? Anh tặng em. Tặng em? Đây là điều bất ngờ anh muốn dành cho em. Em làm vợ anh nhé. Phá nó đi, tôi chưa bao giờ yêu cô, nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Thật của anh ấy.
Má uống sữa đi má. Má, má không khỏe hả? Trân Minh, hôm nay má đã gặp ông Phú. Má, tại sao má còn gặp ông ta nữa? Hay là ông ta tìm gặp má? Má biết tội lỗi của ông ấy là không thể tha thứ được. Nhưng mà ông ấy gặp má là muốn má nhận cái tài sản mà mẹ ông ấy đã để lại. Trước đó ông ta đã tìm con về chuyện này một lần rồi, con đã từ chối thẳng. Vì cái chúng ta cần không phải là tiền, mà tại sao ông ta không chịu hiểu vậy? Con nên cho Trân Minh biết chuyện ông Tấn đã uy hiếp ông Phú hay không? Má, má sao vậy? Hay là có chuyện gì má không muốn cho con biết? Nếu thực sự có chuyện gì, má không được giấu con đó. Má đã nhận số cổ phần đó rồi. Má, tại sao má lại nhận nó? Má nhận nó là vì con và ông ấy. Nhưng má nhận và má cũng đã đưa hết cho ông Tấn rồi con à. Là sao? Con không hiểu. Thôi được rồi, má không muốn chúng ta nhớ lại chuyện đau lòng đó nữa. Má đã nhận và đưa tất cả số cổ phần đó cho ông Tấn. Để từ bây giờ chúng ta sẽ không còn phải đau khổ nữa. Thôi, má vô phòng nghỉ đây. Có chuyện gì mà anh hai ngồi đây uống bia một mình vậy? Không có gì. Anh và Mỹ Khanh lại cãi nhau đúng không? Em thật sự là không hiểu nổi anh luôn á. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em không cần lo cho anh và Mỹ Khanh. Em nên dành nhiều thời gian để tìm cách bắt cậu ta chịu trách nhiệm với mình đi. Đừng có mà ngu ngốc khi em có ý định bỏ cái thai. Em thật sự rất là mệt mỏi. Em không biết mình đang làm gì. Em cũng không còn là Quỳnh Nga kiêu hãnh như tự tin của trước đây nữa. Em nhất định phải chịu đựng. Dù em có phải hạ mình cầu xin cậu ta, thì ngay bây giờ đây, vì em hay là vì con em, em cũng nhất định bắt cậu ta phải cưới em. Em có hiểu không? Nhưng anh ta đã nói rất rõ ràng, em có thể làm gì được nữa? Đứa con chính là vũ khí tốt nhất giúp cho em chiến thắng trong cuộc đua này. Chẳng phải lúc đầu em cũng nghĩ như vậy còn gì? Em hiểu mình phải làm gì được chứ? Em về phòng suy nghĩ đi. Chỉ cần em chịu thoát ra khỏi bóng tối thì bên ngoài sẽ là ánh sáng, em có biết không? Chỉ cần em không bỏ cuộc, em sẽ có thể có được những thứ mà em muốn. Làm sao em có thể không bỏ cuộc khi em không có gì cho anh? Em chỉ mang đến đau khổ cho anh mà thôi. Chân Minh,
Anh rất nhớ em. Anh biết là mình không nên tới đây, nhưng mà anh không thể nào ngăn được trái tim của mình. Em không biết là mình có yêu anh không, nhưng mà những ngày qua em thực sự rất nhớ anh. Nhưng em không thể nào ích kỷ với một đứa trẻ chưa chào đời. Trần Minh. Anh về đi. Chúng ta không nên như vậy. Anh biết là lỗi của anh. Anh đã mang đau khổ đến cho em. Anh sẽ làm như lời em nói. Anh sẽ có trách nhiệm với đứa bé. Phải. Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Em sẽ để anh giữ trong ký ức của em. Anh xin lỗi vì đã đường đột tới đây. Vậy anh không ngăn được cảm xúc của mình. Tại sao em giết cậu ta mà khóc? Em đã hoàn toàn quên tôi rồi sao? Không được, tôi nhất định không đi mất em. Má, má không được khỏe hả? Không có gì đâu con. Dạ. Ba buồn chuyện của con hả? Con thật sự xin lỗi vì để cho ba phải lo lắng như vậy. Dù sao bây giờ Quỳnh Nga cũng mang trong người giọt máu của con. Con nên cần phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm. Ba biết là sẽ khó khăn, nhưng nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì mình nên học cách chấp nhận con à. Con cũng đã quyết định chăm sóc cho Quỳnh Nga cho đến khi cô ấy sinh con, nhưng mà cô ấy vẫn cương quyết không chấp nhận con. Ba biết là con dành tình cảm cho Trần Minh, con bé đó đó, ba cũng có thiện cảm. Nhưng cuộc sống có những chuyện mình không quyết định được. Con có lỗi với Trần Minh nhiều lắm. Trước đây cô đã từng hứa là sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy sau những tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng. Nhưng không ngờ chính con đã làm tổn thương cô ấy nhiều hơn nữa. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Có một chuyện mà nhiều lần con muốn hỏi ba. Có chuyện gì mà nhìn con có vẻ nghiêm túc vậy? Anh Trung, ba có biết chuyện chú Tấn từng cưỡng hiếp một người con gái không? Con đang nói cái gì vậy hả? Trần Minh chính là con gái ruột của chú ấy đó. Con nói Trần Minh là con của chú Tấn. Vậy nói với Quang Anh, Quỳnh Nga là... Dạ. Cửa gì Nam ơi? Chào
ông chủ. Chào cậu. Dạ. Ông ấy sống ở đây sao? Mình có nên gặp ông ấy không? Nhưng gặp thì biết nói gì bây giờ? Mới sáng sớm mà má đi đâu vậy? Tại sao không nói với con tiếng nào? Làm con lo lắm á. Má chỉ đi dạo chút thôi. Tự nhiên má nhớ những ngày rong ruổi đi bán. Giờ ngồi không má thấy khó chịu vậy mà. Má muốn đi bán hàng lại hả? Má biết là con không muốn má làm như vậy. Người cha rất tốt. Con có dịp gặp với lại trò chuyện với bác ấy rồi. Bác cũng rất là quý con. Nhật Nam không còn mẹ hả con? Nhật Nam nói là mẹ anh ấy mất khi mà sinh anh ấy. Cho nên lúc nào anh cũng nói là mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ. À, con còn nhớ là lần đầu tiên mà gặp bác Trung á, bác nói nhìn con rất giống một người bạn của bác. Ông ấy còn nói gì nữa không con? Dạ không. Ủa, mà sao hôm nay má quan tâm tới chuyện này vậy? Không có gì đâu. Má chỉ hỏi cho biết vậy thôi mà. Thôi con đi làm đi. Dạ. Vậy má ở nhà nha. Con đi làm đi, rồi chiều mình đi dạo ha. Con đi đi, không cần phải lo cho má như vậy đâu. Má khỏe rồi mà. Vậy con làm sớm, rồi con làm xong con sẽ về sớm ha. Đi á.
Anh hẹn em ra đây là có chuyện gì? Em đừng bỏ đứa bé. Anh hứa sẽ có trách nhiệm lo cho em cho đến khi sinh con ra mà. Đây là những gì mà anh có thể làm cho em và cho cả đứa bé. Còn chuyện kết hôn thì anh không thể nào làm được. Thực sự anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ mà thôi. Chính em cũng không muốn điều đó, có phải không? Nghĩa là cuối cùng, cho dù em có mang thai hay không, anh cũng không chịu cưới em, có đúng không? Em nói cho anh biết, em không cần sự quan tâm hay trách nhiệm của anh. Em sẽ phá bỏ cái thai này. Từ nay em và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Em muốn anh phải hối hận vì cảm giác chính anh đã giết chết con của mình. Em bình tĩnh được không? Em làm như vậy làm giết người đó, em có biết không hả? Con mình vô tội mà. Em không làm gì mà anh mới là kẻ có tội. Em nhất định sẽ làm anh phải ra đi trước cả đời. Em nhất định sẽ không để cho anh và chị ta hạnh phúc đâu. Chị, má chị để qua điện thoại ở nhà rồi. Lúc em về là không thấy dì Thu ở nhà rồi. À, có khi nào dì đi đâu rồi quên đường về nhà không chị? Làm gì có chuyện đó, má chị làm sao mà quên được. Thôi bây giờ vậy đi, chị em mình chia nhau đi tìm, chứ ở nhà cũng không làm được gì hết đó. Bây giờ là em giúp chị nha, đi kiếm mấy cái chỗ mà má chị hay lui tới á. Dạ. Rồi có gì báo chị nha. Dạ, em biết. Okay. Rồi. Để xuống đi mày. Nhau đi. Ông chủ nói tao với mày giữ bà ta thời gian. Kiểu này chắc ăn cơm hộp với bánh mì. Ê mày. Mà trước giờ giữ con gái đẹp không à, xinh xinh không à, bây giờ lại giữ một bà già còn nghèo hơn tao với mày nữa. Mày nói nhiều quá. Đúng đi, có tiền là được rồi. Uống đi mày. Nè, nè, thả tôi ra đi chứ. Hai cậu là ai vậy? Tại sao lại bắt tôi vậy nè? Bà im cái miệng đi. Có lệnh tôi sẽ thả bà ra. Còn la tôi cắt lưỡi bà bây giờ. Thôi, mày yên tâm đi, tao sẽ bắt bà im miệng lại. Để tao lấy khăn, tao nhét miệng bà lại. Ồn ào quá, bà im cho bà già. Thả tôi ra đi. Ê, nè, trộn hết là. Tiếp đi. Ôi. Má ơi.
Em có thấy má chị đâu không? Em không thấy gì ở đâu hết á. Trời ơi, có thể đi đâu được chứ. Chị ơi, hay là bây giờ chị đi hướng này, em đi hướng này nha. Má ơi. Cô là... Anh quên em rồi sao? Em là Thu phải không? Thu! Anh Trung! Sao vậy Thu? Vô nhà đi rồi mình nói chuyện. Đi. Cuối cùng là em đã đi đâu? Tại sao em biết anh ở đây vậy? Dạ em. Ba. Ủa, cô Thu? Ờ, Nhật Nam. Sao cô lại ở đây? Nhật Nam, bộ con biết cô Thu hả? Dạ biết. Cô, bộ Chân Minh xảy ra chuyện gì hả cô? Ờ, không phải chuyện của Chân Minh, mà là chuyện của con và ba con đó. Vậy em là... Cô Thu là mẹ của Chân Minh đó ba. Ba có biết chuyện chú Tấn từng cưỡng hiếp một người con gái không? Con đang nói cái gì vậy hả? Chân Minh chính là con gái ruột của chú ấy đó.
Khoảnh khắc ấy mấy ai từng qua, từng được yêu không lý do. Dù ngoài kia khó khăn bao điều, nhớ rằng có anh vẫn chờ. Thôi ngày hôm nay mình giữ lấy, dù cho đúng sai không bằng. Lời dành hôm nay rồi quên hết sau này, đôi khi thấy em mỉm cười là hạnh phúc nơi anh. Đến cuối cùng mình gặp nhau.